Vâng, xin kính chào, các bạn. Hôm nay là ngày 19 đây tháng 8 năm 2020. Bây giờ là 21 giờ 10 phút. Hôm nay là một ngày thật sự rất là vui đối với mình. Mình đang nói là mình là Lê Thanh Minh Tùng nha. Thật sự mà nói là một ngày rất vui, một ngày rất là hạnh phúc đối với mình. Tại vì sao nó đối với mình là một ngày rất hạnh phúc, một ngày rất vui. Mà cái ngày hôm nay là cái ngày mà mình không thể nào tưởng tượng được. Mình chỉ nghĩ là mình đang nằm mơ mà thôi. Tại vì sao? Lúc mà mình tham gia vào cái câu chuyện lật mặt ông Lê Tùng Vân á, là mình không có nghĩ là mọi người sẽ quan tâm đến mình nhiều. Mọi người sẽ lướt qua thôi, không có quan tâm chú ý gì đến mình nhiều. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay mình quá bất ngờ. Tại sao vậy? Mình quá bất ngờ. Trong ngày hôm nay thôi, ngày 19 tháng 8 thôi, ngày hôm nay thôi, là có tất cả các kênh YouTube. Thì ở đây mình nêu ra một số kênh trong ngày hôm nay nè, chẳng hạn như kênh của chú Tony Phạm, kênh của cô Trang Vina Upsin gì á, rồi kênh của bạn Bảo Ngân là kênh Cuộc Sống Thường Ngày Vlog, rồi kênh Bà Ba Không Quên, kênh Bà Ba Khó Quên, kênh S Vlog. Là trong một ngày này, tất cả các kênh này đều nói về mình. Mà các bạn cũng biết rồi, mấy cái kênh này thì cái số lượng người theo dõi rất là nhiều. Rất là cái số lượng theo dõi, có những kênh là họ theo dõi tới 8.000 người, đăng ký tới mấy ngàn người. Mà nếu mà mấy kênh này mà nói mà nói chuyện không có hay á, ít có ai theo dõi lắm. Chứng tỏ là khi họ đăng cái tiêu đề lên là nói về anh Lê Thanh Minh Tùng là có 8.000 người xem, một kênh mấy ngàn người xem. Thật sự mà mình nói mình cũng không ngờ là họ lại quan tâm đến cái tên Lê Thanh Minh Tùng, có nghĩa là quan tâm đến mình nhiều như vậy. Không ngờ, thật sự mình chỉ nghĩ là mình nằm mơ thôi á. Mình không ngờ, mình chỉ nghĩ là mình, cái này giống như giấc mơ đó các bạn. Các bạn nghĩ đi, ví dụ như ca sĩ Trấn Thành, anh Trấn Thành hay anh Trường Giang, ca sĩ ví dụ như mấy ca sĩ mới bây giờ tự nhiên nói thì mình quên, ví dụ như ca sĩ cái gì đó, ca sĩ mới lên, ca sĩ gì mà mấy ca sĩ á, các bạn thấy một ngày đâu có kênh ít, một ngày họ cũng đâu có được nhiều người, mà nhiều một cách trong một ngày mà cả 5-6 kênh đều lên chỉ nói đến một người đâu. Mà các bạn thấy trời, mình còn muốn nổi tiếng hơn ca sĩ, hơn diễn viên, thật sự không ngờ đó. Rồi ba kênh trực tiếp trong một buổi chiều, đó là kênh Bà Ba Không Quên, kênh của bé Bảo Ngân, là kênh Cuộc Sống Từng Ngày Vlog, với kênh của chú Tony Phạm. Thì hôm nay trước khi con đi ngủ thì con cũng xin chân thành cảm ơn chú Tony Phạm. Con xin cảm ơn cô Trang Vina Official. Con mình xin cảm ơn bạn, chú xin cảm ơn con. Tại vì cái kênh Cuộc Sống Từng Ngày Vlog này là kênh của em Bảo Ngân, mà Bảo Ngân này tuổi còn nhỏ lắm, nhỏ hơn mình rất là nhiều. Thì chú xin cảm ơn con. Rồi con cảm ơn bà ba. Bà Ba Không Quên. Thật sự mà nói con cũng không có ngờ là cô chú lại quan tâm đến con nhiều như vậy. Tuy là những cái gì cô chú nói á, thì con không có quan tâm. Con chỉ quan tâm tới chuyện mà con không ngờ là có một ngày là không ngờ thật sự. Trong một buổi chiều gì ba là nhắc tới tên con, nhắc tới con, rồi chú Tony Phạm cũng nhắc tới con, rồi cô Trang, rồi cháu Bảo Ngân cũng nhắc tới chú. Thì thật sự mà nói hôm nay con xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị YouTube khác, tất cả các kênh khác đã nhắc tới Minh Tùng, đã nói về Minh Tùng. Thật sự mà nói cũng không ngờ, tại vì chỉ nghĩ đơn giản là mình lên mình
lật cái mặt bộ mặt thật của ông Tùng Vân ra thôi. Mình chỉ nghĩ là mình nói thì đâu có ai quan tâm làm gì, lại nói của mình làm gì, mình cũng đâu có đưa cái mặt mình ra đâu mà họ quan tâm đó. Đây Facebook, đây là Facebook của mình, thằng Điêu Đại Hiệp. Mình nghĩ mình tạo trang Facebook này ra cũng là để lật mặt ông Tùng Vân thôi, chứ mình cũng đâu có nghĩ là để Facebook này làm cái gì. Mà không ngờ cái trang Facebook quá nhiều bạn bè vào hỏi thăm, vào kết nối, vào hỏi chuyện. Rồi khi mình lập cái kênh YouTube Điêu Đại Hiệp, mình cũng không có ngờ là mọi người lại quan tâm nhiều như vậy. Thì hôm nay ngắn gọn thôi, 5-10 phút thôi, trước khi con đi ngủ. Trước khi mình đi ngủ thì đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú mà ủng hộ con. Các bạn bên trên kênh YouTube đã ủng hộ mình, đã cho mình những cái nghị lực, những cái sức sống, những cái gọi là cái chỗ dựa để mình đưa cái hình ảnh của ông Vân ra ngoài ánh sáng. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, các bác đã ủng hộ con, ủng hộ em, ủng hộ cháu trong thời gian qua. Rồi sao bây giờ là con xin cảm ơn chú Tony Phạm, xin cảm ơn cô Trang Vina Office, xin cảm ơn cháu Bảo Ngân, chủ quản kênh Cuộc Sống Từng Ngày Vlog. Con xin cảm ơn bà Ba Không Quên. Con xin cảm ơn tất cả mọi người, dù là mọi người có nói gì về con nghe hết, nhưng con không có buồn, con không có phiền. Con thật sự cảm ơn là ở đây, là con không ngờ trong một ngày cô chú Phạm, cô Trang, bạn em ở cháu Bảo Ngân và ba đưa con lên trong một ngày con nổi tiếng. Con thật sự không ngờ, quá trời luôn. Nó khi cô chú vừa xuống trực tiếp là coi như là nhảy vừa hỏi con, là hỏi không, con không trả lời kịp, không trả lời nổi luôn, quá trời người hỏi. Dạ con cũng xin thật sự mà nói, không lẽ giờ nói thì sợ nhiều khi nói con nổ, nói con khùng điên, chứ bây giờ con nổi tiếng quá rồi. Cái tên Lê Thanh Minh Tùng giờ là tự nhiên mấy cô, mấy chú, mấy cô, chú Tony Phạm ở nước ngoài cũng vậy, tự nhiên người đưa con lên giống như Lăng Xê á. Thay vì chú Vũ Điền, giống như chú Vũ Điền Lăng Xê, ông nội đưa ông nội lên chương trình Thách Thức Danh Hài này nọ đó, rồi tự nhiên bây giờ vô tình chú Phạm, rồi cô Trang, dì Ba với bé Bảo Ngân, nó tự nhiên đưa con lên trong một ngày, một đưa con lên dù luôn Facebook đồ. Bây giờ nhắn tin con trả lời không kịp, cứ vô hỏi ủa Minh Tùng là ai, sao Minh Tùng không ra mặt, rồi bạn với Minh Tùng là như thế nào, rồi bạn có phải là Minh Tùng không. Trời, con bây giờ con không dám, con đi làm về con không dám cầm cái điện thoại lên luôn á. Là chú Phạm với cô Trang đồ, cháu bổ Ngân đồ với dì Ba là biết rồi đó. Thì hôm nay con cũng có nghe chú Phạm, cô Trang với cháu Bảo Ngân với dì Ba có nói về con trên cái kênh, mấy kênh của chú Phạm, cô Trang, dì Ba với cháu Bảo Châu rồi kênh Vlog. Thì hôm nay con cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, các cô chú, cháu với mấy dì Ba đồ. Tuy là lên thì không có lăng xê con, mà hình như là chỉ trích con nhiều, nhưng không sao ạ. Con thì những lời khen con vẫn tiếp nhận, những lời chỉ trích con vẫn tiếp nhận đó. Con thì không có quan tâm tới, mà con đang quan tâm tới là sao tự nhiên trong một buổi chiều mà con lại được nổi tiếng như vậy. Con cũng không ngờ, con bây giờ con quá nổi tiếng rồi. Tự nhiên cô chú lăng xe con lên một cái một luôn, không ngờ được. Đó, con còn để điện thoại nguyên nè, cô chú có coi thì coi. Đó, mấy cái kênh mà con để của cô chú là vào chiều ngày 19 tây tháng 8, là bữa nay, là hôm ngày hôm nay nè. Con thật sự con không ngờ, con không ngờ luôn. Tự nhiên cái tên con lên YouTube nha.
Con đánh cái tên Lê Thanh Minh Tùng trên cái thanh YouTube, trời ơi, nó hiện ra nguyên một dãy Lê Thanh Tùng, Lê Thanh Bình, Lê Thanh Minh Tùng, Lê Thanh Minh Tùng. Thật sự con không nghĩ luôn, con không dám nghĩ tới cái chuyện đó luôn. Con không dám nghĩ một ngày nào đó là mình là cái nhân vật mà được nhắc là nhiều nhất trên mạng trong một ngày. Không ngờ thật sự. Giống như con với ông Tùng Vân làm như là hai người sinh ra là có cái, có gọi là có cái gì đó. Hồi xưa có một thầy bói nói con với Tùng Vân là hai người đi đôi hay sao á. Bởi vì cái tên Lê Thanh Minh Tùng rồi, nếu mà rồi sao đặt ổng là Lê, ổng là Lê Tùng Vân mà tự nhiên đặt tên Lê Thanh Minh Tùng lót với Tùng vô chi đó. Bởi vì mà Lê Tùng Vân mà ổng nói kiểu Lê Thanh Minh Tùng đó, ổng hiểu. Bởi vì giờ nay con không hiểu nè, ổng nổi tiếng tự nhiên con nổi tiếng theo luôn. Chứ nó trong một buổi chiều nè, trời ơi, ba kênh trực tiếp nói về con. Bây giờ vô nhảy vô hỏi Tùng là ai, đây nhiều bạn muốn hỏi Tùng là ai, đây nickname thằng Điêu Đại Hiệp đó, là nickname Facebook của mình. Rồi thôi con nghỉ ngơi, con đi ngủ. Cuối cùng là con một lần nữa con xin cảm ơn chú Tony Phạm, xin cảm ơn cô Trang Vina Option, xin cảm ơn bé Bảo Ngân là chủ quản kênh Cuộc Sống Thường Ngày Vlog. Con xin cảm ơn bà ba không quên, cảm ơn bạn kênh S Vlog. Nói chung là xin cảm ơn tất cả mọi người, tuy mọi người không biết con là ai, nhưng trong một buổi chiều con được nhắc đến và vô tình con được nổi tiếng, con được lăn xê quá nổi. Bây giờ lên trên mạng, vào YouTube, vào YouTube chỉ gõ chữ Lê Thanh Minh Tùng hoặc con nuôi ông Tùng Vân là nó sẽ lòi ra hết tất cả về con. Thật sự mà nói, con xin cảm ơn cô chú đã lăn xê con như vậy. Dạ, con xin cảm ơn mọi người. Bây giờ mình chuyển sang nói tới những người ủng hộ mình. Thì ngày mai mình sẽ nói về cái cuộc sống hồi cách đây không lâu mình có nói về, có hứa với các bạn là nói về cái cuộc sống của anh, của Minh, của mình đó. Mình là Minh Tùng nè, nói về cuộc sống của mình là tại sao mình được cô Tư nuôi dưỡng mà bỗng chốc mình lại trở thành tội phạm. Thì qua đó có một số kênh của mấy chú với cô cũng có nói đó là tại sao Tùng hồi nhỏ nó bị đánh nhiều, tại sao nó không nghe lời ông Dân. Thì ngày mai mình sẽ làm một cái clip với nội dung là hai nội dung. Nội dung thứ nhất là lý do tại sao cô Tư nuôi Minh Tùng ăn học đàng hoàng, Minh Tùng lại trở thành một tên tội phạm là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là lý do tại sao Minh Tùng ngay từ nhỏ đã không nghe lời ông Tùng Vân, luôn chống đối và chống hơi ông Tùng Vân. Cái clip mà mình làm ngày mai mình sẽ làm là hy vọng là ông Tùng Vân là một, người thứ hai là cậu Năm là người thứ năm đó, là em ruột của ông Tùng Vân, là quan trọng nhất là hai người đó. Hy vọng hai người đó sẽ ngày mai sẽ nghe mình làm cái clip đó. Là một, mình xin nhắc lại cái clip thứ nhất, cái clip ngày mai mình sẽ làm gồm có hai nội dung. Nếu các bạn nào quan tâm lắng nghe thì sẽ đón nghe. Nội dung thứ nhất là lý do tại sao cô Tư nuôi Minh Tùng cho ăn học đàng hoàng thì bỗng chốc Minh Tùng lại trở thành tội phạm. Và cái nội dung thứ hai là lý do tại sao ngay từ nhỏ Minh Tùng lại không nghe lời ông Tùng Vân. Ngay từ nhỏ Minh Tùng đã chống đối ông Tùng Vân là lý do tại sao. Tại sao một em bé 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi, 14 tuổi không nghe lời ông Tùng Vân mà lại luôn luôn chống đối, lại luôn chống hơi ông Lê Tùng Vân. Lý do tại sao? Thì ngày mai mình sẽ làm một cái clip nói cho toàn thể quý vị cùng nghe. Để làm gì? Cái clip ngày mai mình nói là để cho tất cả các bậc cha mẹ, làm mẹ, làm cha nghe, để rút kinh nghiệm dạy lại con cháu của mình lý do tại sao Minh Tùng lại không nghe lời ông Tùng Vân. Rồi cuối cùng con xin một lần nữa con xin cảm ơn chú Tony Phạm, con xin cảm ơn cô Trang Vina Up Vision, con xin cảm ơn
Con xin cảm ơn bà ba không quên. Con xin mình xin cảm ơn bạn kênh SV Love. Và cuối cùng là chú xin chân thành cảm ơn cháu Bảo Ngân, cháu Lê Bảo Ngân là chủ quản kênh Cuộc Sống Thường Ngày Vlog. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến mình, đã nói về mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Còn cái bản mặt của mình có chân ra hay không, cái bằng chứng của mình có chân ra hay không, thì vấn đề đó là để cơ quan điều tra làm việc với mình. Mình cung cấp chứng cứ hay là không cung cấp chứng cứ, hoặc là có chứng cứ gì, hoặc những ai được tiếp xúc mình, hoặc những ai được gặp mình, thì chỉ có cơ quan điều tra công an mới được làm việc đó. Và cái việc làm của mình với cơ quan công an mình cũng không được phép tiết lộ là sẽ vi phạm. Cho nên các bạn đừng đòi hỏi mình phải ra mặt nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các kênh YouTube đã lăng xê, đã nói về mình, đã gọi là đưa mình nổi tiếng như được ngày hôm nay, là nhờ các kênh YouTube, là nhờ chú Tony Phạm, nhờ cô Trang, nhờ cháu Bảo Ngân, nhờ bà ba không quên, mà vô tình mình hôm nay một trong ngày hôm nay quá nổi tiếng. Một người mà tự nhiên trong một ngày mà ai cũng nói tới, hết cả hồn giật cả mình. Xin cảm ơn, một lần nữa con xin cảm ơn các chú, các cô. Rồi ngày mai con sẽ làm một cái clip nói về hai nội dung. Thì nội dung thứ nhất là tại sao Minh Tùng được cô Tương nuôi dưỡng rồi trở thành tội phạm. Lý do nội dung thứ hai là lý do tại sao ngay từ nhỏ Minh Tùng đã không nghe lời ông dân. Rất quan trọng nha các bạn. Các bạn nghe rồi các bạn sẽ hiểu tại sao có nhiều đứa con từ nhỏ nó không nghe lời cha mẹ, không nghe lời ông bà. Mình sẽ nói cho các bạn nghe để các bạn biết, để rút kinh nghiệm trong cuộc sống sau này dạy dỗ các con. Rồi từ từ mình sẽ ra clip nhiều lắm. Mình sẽ nói tại vì mình phải nghiên cứu các cô chú đồ lăng xê mình lên rồi nói với mình như sao rồi. Mình bắt đầu mình nói tiếng rồi, mình mới nói từ từ, không có gom lại một ngày được. Thôi mình xin chào tất cả các cô chú. Con xin phép chào chú Phạm, con chào chú cô Trang, chào bé Bảo Châu, con chào dì ba không quên, con chào bạn kênh SVOP, tất cả các kênh mà đưa mình lên trong một ngày. Dạ, con xin phép kính chào, thân ái.